Hello, mình xin chào cô chú. Và hôm nay thì bên cửa hàng bên con còn một số giò đuôi cong của Thái nha cô chú. Đây là một dòng Dendrobium đuôi cong Thái, hàng của Thái nha cô chú. Mặt hoa rất là đẹp luôn, rất là đẹp cô chú. Hoa này đã thành chùm nha cô chú. Đuôi cong của Thái, mặt hoa rất là đẹp luôn. Và số điện thoại bên con là 0908 846 804. Và địa chỉ cửa hàng ở phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và hiện tại thì bên cửa hàng bên con á, đang bán với giá tiền là 180.000 một giò. Và cô chú nào mà mình mua một cặp á, thì sẽ được bên con giảm giá xuống là còn 330.000 cho một cặp. Đây, con sẽ quay gần cái mặt hoa cho cô chú xem nha cô chú. 180.000 một giò và đang lên mầm con rất là khỏe. Cô chú nào mình mua được một cặp á, thì sẽ được bên con giảm giá 30.000. 180.000 là một cây. Và cô chú nào mua một cặp á, thì sẽ được giảm giá 30.000 là còn 330.000 cho một cặp. Mặt hoa rất là đẹp nha cô chú. Và số lượng hiện tại bên con chỉ còn rất là ít, chỉ còn khoảng 30 chậu thôi. Cô chú mình nhanh tay để mình sở hữu những cái mặt hoa đẹp. Một dòng Dendrobium mặt hoa rất là độc và lạ luôn. Đây cô chú, và đây là hình cây của nó cô chú. Đồng giá là 180.000 một giò nha cô chú. Nè, và con cho cô chú xem một số hình cây nè. Một cái thân nó đã chuẩn bị đứng ngọn để nó cho hoa nha cô chú. Và mầm lên ú nụ nè. Mầm này là mầm mới lên không cô chú. Rất là nhiều mầm mới lên luôn. Và thân có một cái thân đã đứng ngọn chuẩn bị hoa rồi. Một số mầm đang đi ngọn rất là tốt. Bụi rất là nhiều thân nha cô chú. Đây. Đồng giá là 180.000 một giò. Cô chú nào mua được một cặp sẽ được bên con giảm giá thành 330.000 cho một cặp nha cô chú. Sẽ được giảm giá 30.000. Và cây rất là đẹp luôn. Đây. Rất là nhiều mầm nha cô chú. Và con sẽ đo thử một số hình cây cho các cô chú xem. Đó. Đang có mầm nè. Và cái này là con không quay mã số, nhưng mà con sẽ quay kỹ cho các cô chú xem một số hình cây của nó. Tại vì cây này nó cũng gần giống nhau thôi. Đây. Kích thước đó nha cô chú, nó khoảng được 30 cm nè. Đó. Có khi thì nó hơn 30 cm luôn. Số lượng hiện tại chỉ còn khoảng 30 giò thôi. Và số điện thoại bên con là 0908 846 804. Và địa chỉ của cửa hàng bên con ở phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và cửa hàng Hoa Lan mình xin chào cô chú. Đang lên mầm rất là khỏe luôn nha cô chú. Đồng giá 180, một cặp là 330.000.